nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mua trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Vương Phi, hãy ngước mắt lên để nhìn người trước mặt. Thạc Chí, có chuyện gì lại xảy ra? Thạc Chí vừa vào cung để ám sát võ tướng của trẫm. Hả? Thạc Chí, tại sao anh làm như vậy? Những kẻ theo phò tá Bảo Dương đều là kẻ thù của ta cả. Không đâu. À, thì ra Thạc Chí vẫn thù ta vì cái chết của cha ngươi à? Phải, vì chính ngươi đã gây chuyện quán thù. Ta còn sống đây quyết trả hận cho cha già. Hôm nay xa cơ chết là ngày tỏa già, sẵn sàng chờ, vậy ngươi giết ta đi. Thạc Chí, anh không nên buông lời xúc phạm. Xin quân vương hãy thương tình tha cho tội trạng, để anh của thiếp thần mạng được tồn sinh. Mỹ Thường, nàng không nên gian lại. Anh của nàng chết là đáng tội. Mỹ Thường, em đừng dùng lời thiết tha cẩn quản, đừng làm cho ô nhục giọng họ nhà ta. Nhưng anh ơi, em đâu thể nào yên tâm nhìn máu đổ đầu rơi. Tội của anh nàng chết là đáng lắm rồi. Quân vương, đừng lên lời khấn khoảng gian sinh. Mỹ Thường, em đừng có gian sinh với tên hung quân bạo án. Vậy đã, mày hãy giết tao đi. Giết tao đi. Thật chi? Được, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi thọ nguyện. Quân đâu? Dạ khoan, quân vương ơi, hãy tha thứ cho anh. Một lần này thôi thoát cảnh gia hình. Lưỡng biển trời xin hãy nhiều. Mỹ Thường, em Thạc Chí, anh chỉ vì mối thù cha mà anh của thiên chẳng kịp nghĩ suy lỡ gây tội tại đình. Nếu người chẳng tưởng nghĩ chút tình của một vương phi, thiếp xin thay anh chịu án rơi đầu. Tha giết cũng đành, thiếp chẳng dám quan tham. Mỹ Thường ơi, em đừng có gian sinh mà cũng đừng bao giờ nên lời. Toán thì em cầu xin chi cho muôn vàng tiếng chê cười. Khi vào đây là anh đã có thái độ của anh rồi. Nếu mưu sự công thành thì cam đành chịu chết. Vì thù cha mà ta phải giết các ngươi thôi. Giết các ngươi vì tiếng gọi thâm tình phụ tử, cho vẹn lời nguyện trước cái chết của cha ta. Nhưng trời không chịu theo nguyện ước của ta, thì thôi đành cam bỏ mạng nơi này. Thật chi quân vương ơi, trời ơi, tan nát tâm can đau đớn trong anh dương tham cảnh. Người ơi, thiếp cuối xin thương tha thứ tội tình ân xá cho anh. Dù chết đi cam đành, em đừng gian lời mà chi. Nghĩa huynh ơi, dẫu hết lời em cũng gian cầu khẩn thiết, bởi thương anh câu quyết nhục thâm
trước mặt của quân Dương đây, người con gái bực hạnh cùng một vị Dương đây. Nếu đúng hình luật thì nỗi kinh hoàng khủng khiếp suốt một đời thiếp chẳng thể nào quên. Mỹ Thường, từ khi nàng vào cung cấm, có bao giờ ta bước chân tới trướng gấm của nàng không? Tâu chúa thượng không. Thạc chi, có nghe không? Từ khi tiến cung tới bây giờ, Mỹ Thường vẫn là người băng tuyết. Mỹ Thường, có bao giờ ta bắt buộc hay quyến rũ nàng hầu hạ ta không? Tâu chúa thượng, chuyện đó chưa bao giờ có. Thạc chi, có nghe rõ chưa? Vậy mà đối với Mỹ Thường, đối với Thạc Chí, đối với một số người chống đối ta, họ coi ta là hôn quân bạo chúa. Đó là sự hiểu lầm thôi. Nhờ lương cả bao dung, mong chúa thượng ý tha thứ cho anh của tiện thiếp. Ta không muốn làm con người rộng lượng, mà chỉ muốn làm một đấng minh quân, phải xử phạt cho công minh chính trực. Võ tướng anh đâu? Mạc tướng xin ứng hầu. Tuân anh, trẫm cho phép khanh có toàn quyền quyết định để xử trí với tên sát nhân này. Sự sống chết của nó là do hiền khanh quyết định đó. Hãy quyết định đi. Cảm ơn đại vương. Nếu đại vương cho phép thì tôi xin tha cho hắn. Hãy làm theo ý của tướng quân. Thạc Chí, hãy theo ta. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi hoàng thành. Dạ, thần thiếp xin đổi ơn chúa thượng. Thưa tướng quân, hãy cho phép tôi được nói lời cảm ơn tâm lòng quảng đại của tướng quân. Dạ, xin Dương Phi đừng làm như thế. Thạc Chí, chúng ta đi. Dương Phi, đêm đã khuya, Dương Phi hãy trở lại hậu cung mà an nghỉ. Tâu chúa thượng, thần thiếp. Mỹ Thường, nàng còn có điều gì muốn nói với ta nữa, có phải không? Chúa thượng ơi, tiện thiếp muốn được biết tại sao thiếp lại được tiến cung. Tại sao? Vì sao à? Vì nàng, vì ta đã yêu nàng, vì ta không muốn cuộc đời nàng phải rơi vào tay của kẻ khác. Phải, ta đã yêu nàng, nhưng trái lại nàng chẳng yêu ta. Và cái cung điện nguy nga rực rỡ này sẽ mãi mãi là ngục tù để giam giữ tiết trinh nàng. Chúa, cho tới bây giờ tiện thiếp mới rõ nỗi lòng của chúa. Nàng có biết tại sao ta khe khắc với quần thần? Tại sao ta thường bỏ cung điện mà đi săn bắn? Vì ta không muốn ở cạnh bên nàng trong gang tấc mà phải xa vời như dạn dầm. Vì tất cả nơi đây đã biến thành u ám như tâm tư uẩn khúc của chim dương. Tại sao ta lại mơ ước Mỹ Thường để đau khổ cho hai người suốt kiếp? Chúa thượng ơi, vì giữa chúng ta còn một linh hồn trong quá khứ, và chính linh hồn oan khuất ấy đã càng sự cảm thông gặp gỡ một chân tình. Ôi cuộc đời đầy trái ngang, thiếp chỉ biết khóc thương cho duyên kiếp mẹ bàng. Trong trường
thành lạnh lẽo từng cánh. Chúng ta mãi ngậm ngùi số phận mong manh. Chưa yêu sao tình đã tan tành. Hoàng cung thành ngục tù để giam giữ một mối tình tuyệt vọng. Ngài đã vô tâm buộc ràng bằng lễ nghi lạnh lùng tàn nhẫn, khiến cho một vương phi đắm mình trong cô đơn yêu ác giữa cung vàng. Buồn bay ngọc chìm sóng lệ, khi quá kia ngài một khéo tàn. Vương phi ơi, vì ta đã thật sự yêu nàng nên ta sẽ không bao giờ đòi hỏi một tâm tình giả dối. Quân vương có biết không, thiếp đã trải hai mùa đông dài đầy thế lương, khóc kể với gương soi cười tái tê nhìn cung nhi lạnh lẽo. Giờ ngỡ quyền qua đã mấy lượt đổi màu xuân hồng sáng hạ trăng, mà ngọn đông phong dần rong chơi nơi biển ai ngân trông. Tình yêu sao cách xa dâng bao nhớ thương, sao xuyến trong ta từng đêm lẻ loi sống trong mộng mơ. Mơ một ngày nào nàng yêu mến ta. Quân vương ơi, thiếp có bao giờ nói không yêu, cũng chưa từng nói phũ phàng tình cảm ấy. Vậy mà sao tiên khi lời chánh tiếp cứ phải riêng mang hận thôi âm thầm. Chỉ vì ta nàng hãi hùng run sợ khi kề cận bên ta trong trường gấm bể rồng. Mộng đó không còn thôi cứ coi là mộng, giấc làm gì cho mộng lỡ mơ tan. Hãy trả lời thiếp đi, vì sao người biết thiếp sẽ hãi hùng run sợ khi mở cửa dây kề bên cạnh quân vương. Muộn nào hơn khi đông chưa đến người đã tìm chắn lắm vui tác cán hồ sen khi nắng hạ chưa tan. Người yêu ơi, đừng trách chi cho tái tê lòng này. Tình trai ngày
sâu thương trong hận thù. Đường vào hoàng cung một lần đi, máu trà loan thắm chưa phai dấu, xuôi thiếp âm thầm dấu niềm đau khó nguôi. Có lẽ vì vậy mà người đối xử với thiếp như người xa lạ. Kể từ ngày thiếp bị tiên cung, Mỹ Thường ơi, nàng biết đâu tình yêu này trong tim ta nồng cháy. Có những đêm khuya chập chờn ta không ngủ được, ta vội vàng bước tới cắm cung với lòng thiếp ta say đắm. Ta nhìn nàng ngủ sắc đẹp kia càng dịu dàng lắm trong giấc ngủ. Nhưng trời ơi, vì gì sợ phải nhìn thấy ánh mắt của nàng đầy hận thù ngang trái, nên ta đành phải dặn lòng quay mà bước đi. Chúa Thường, xin hãy nghe thiếp nói. Ôi Mỹ Thường, nàng hãy đi đi. Ta tự hứa sẽ tôn trọng tiết trinh nàng mãi mãi. Nàng hãy tức khắc quay về cung cấm để cho ta được lời Mỹ Thường. Nàng hãy đi đi, đi đi. Mỹ Thường, trời ơi, ta biết phải làm sao đây, Mỹ Thường. Đây. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Trà Bàn. Tâu đại dương, đại dương muốn bỏ trốn chăng? Tướng Anh, người muốn nói rằng ta bỏ trốn ai? Đại dương bỏ trốn trước những mưu mô của kẻ thù. Đại dương lo sợ cho những bóng đêm đang trực chờ ám sát. Không, ta không sợ kẻ thù, mà ta đang trốn chạy một mối tình u uất, một dung nhan đang đài ải của linh hồn. Ngày mai ta sẽ đem quân đánh vào Chân Lạp. Đại dương là ngự giá thân chinh à? Phải, biên thùy gặp cơn rối rắm, quân Chân Lạp đánh phá ta từ mấy tháng nay. Tinh thần của quân biên cảnh đang cần sự có mặt của ta mà phấn khởi. Tôi xin được theo đại dương để có thể. Không, Võ Tuấn Anh, ngươi hãy ở lại đây. Bây giờ ta chẳng còn ai trung thành với ta nữa cả. Giặc bên ngoài ta không sợ, mà ta chỉ sợ giặc trong nhà. Vì sau khi ta đem quân tướng đi rồi, thì ở đây những kẻ thù của ta sẽ có cơ hội mà thi hành những mưu mô khác. Tâu đại dương, nhưng ở lại nơi này, thần không có quân hầu, không vệ sĩ, làm sao bảo vệ được ngai vua? Ngươi đừng lo điều ấy.
Vì tới bao giờ ta chết thì mới có kẻ dám lên ngôi. Ngươi không cần bảo vệ ngai vua mà phải bảo vệ cho nàng Mỹ Dương Phi. Phải, là vì Mỹ thường ta đã yêu, với mối tình trong trắng ta cảm ơn bóng dáng dịu dàng trang thiên hương quốc sắc. Trong những ngày ta xuất quân sông pha ra ngoài trận chiến, nếu ta có mệnh hệ nào, người hãy đem nàng đi chôn. Vì ta không muốn bất kỳ ai chiếm đoạt trái tim nàng. Dân, tôi cảm thông tình yêu sâu đậm của ngài, tôi quyết một lòng bảo vệ cho Dương Phi. Đại Dương hãy yên tâm, dù phải xa thân này tôi cũng nguyện lòng báo đáp quân vương. Võ Tuấn Anh, hãy đưa tay phát lời thề nguyện. Xin thề, tôi xin thề. Tôi nhất định chiếm cho được ngai vàng, khi chiếm Dương Bình quận Chân Lạp, vì đó là thời cơ thuận tiện nhất. Thượng tướng, ngài nghĩ sao? Hoàng tử chớ vội quên rằng quân số của ta rất ít. Nếu Bảo Dương rút quân từ biên cảnh trở về thì đại sự của chúng ta hỏng cả. Trong chiến trận chống quân Chân Lạp kỳ này, chưa chắc gì quân ta đã thắng. Vì Bảo Dương vắng mặt quá lâu nên quân giặc khinh thường, cho nên mấy tháng nay giặc luôn luôn phá phách. Vậy ta nên đợi lúc Bảo Dương thảm bại, chừng đó thì lòng dân và quân tướng sẽ ngã về ta. Không, ta phải chiếm Hoàng Cung trước khi Bảo Dương đem binh trở lại Trà Bàng. Và ngay bây giờ ta phải quét sạch những tay chân thần tính của hắn. Mà kẻ đang ghét, đang căm thù nhất là tên Võ Tuấn Anh, ta phải giết nó trước hơn ai hết. Từ ngày chim chúa xuất chinh, tên khốn kiếp ấy không hề rời cung ngọc. Hình như nó đã thề trung thành đem tài sức ra bảo vệ cho Dương Phi nếu có một ngày Chiêm Dương tử trận. Nếu có một ngày như thế, ta sẽ dẫn 1000 quân đi bắt hắn, và ta sẽ chiếm Mỹ Thường để làm nhục Chiêm Dương. Hay là ta sẽ xô nàng lên giàn quả để chết theo tên Bảo Chúa Si Tình ấy. Nhưng mọi sự toan tính, theo tôi hoàng tử nên chờ một cơ hội thuận tiện thì hay hơn. Cơ hội đã tới rồi. Và lần này thì tôi sẽ nhờ đến bàn tay của Mân Đạt. Mân Đạt? Mân Đạt? Nhưng nó đã bỏ chúng ta về với tên Tuấn Anh khốn kiếp rồi. Không đâu, chính tôi đã bí mật cho người bắt Mân Đạt về tứ phủ của tôi từ sáng sớm. Tôi tin rằng Mân Đạt sẽ bỏ Tuấn Anh mà về lại với chúng ta thôi. Nhưng tôi chỉ sợ cho kế mưu kia chúng ta sẽ không thành công được. Thượng tướng, ông nghĩ sao mà nói như vậy? Vì nó đã thề trung thành với Kim Dương. Hơn nữa Mân Đạt được Võ Tuấn Anh cái tử quần sanh, nên nó thề một giả hy sinh. Có nghĩa lý gì ngài đừng lo sợ cho tất công. Tôi sẽ loan truyền là Chiêm Dương người bị tử thương, quân Chân Lạp giết chết người ở biên cương. Như vậy thì lời thề của nó có nghĩa gì đâu. Nhưng một ngày nào đó, rồi chuyện bịa đặt sẽ bị lộ ra, đó là điều trở ngại cho chúng ta. Tôi sẽ cho người giết chết Chiêm Dương. Nhưng nếu mưu sự không thành và Chiêm Dương chưa chết thì sao? Chừng đó tôi sẽ dùng tới bao nhiêu là mưu trước khác, cho tới bao giờ thành công được mới thôi. Bây giờ thượng tướng hãy chờ xem nhé.
Kính bái hoàng tử, tôi bị người của hoàng tử bắt từ sáng sớm tới giờ. Ok, Mân Đạt, ai lại dám ra lệnh bắt giam giữ Mân Đạt như thế? Thôi nha, Mân Đạt, trong cuộc đời của nhà ngươi trung thành với ai nhất ở trên thế gian này? Dạ tôi à, tôi trung thành với tôi, với lương tâm và cuộc sống của tôi. Hay lắm. Rồi đây ta sẽ đem Mỹ Yên công chúa mà gả cho ngươi, nếu như ngươi làm tròn một việc mà ta giao phó. Thưa hoàng tử, Mỹ Yên là công chúa, còn tôi là tên võ sĩ tầm thường, có bao giờ hai người yêu nhau được? Không đâu, rồi đây nhà ngươi sẽ được ta phong cho tước lớn, một võ tướng trong đoàn quân của Chim Vương, thì ta sẽ là vua. Vì bạo chúa đã gửi thay ngoài chiến địa. Hoàng tử nói gì? Chim Vương ngài đã chết. Phải, chiến thắng đã nghiêng về quân Chân Lạp. Bạo Vương đã ngã ngựa ở biên cương vì đã bị một mũi gươm đâm suốt ngực. Trời ơi, Chim Vương ngài đã tử trận rồi. Đúng thế. Và lời thề trung thành của nhà ngươi đã mất hết ý nghĩa rồi. Quân đâu? Dạ. Cho mời công chúa Mỹ Yên tới đây cho ta giải việc. Dạ không không không, xin hoàng tử đừng làm như vậy. Không, ta nhất định làm như vậy. Và rồi đây, ta sẽ đưa công chúa Mỹ Yên về cho ngươi, nếu như ngươi giúp ta thành công một việc. Hoàng tử, hoàng huynh, hoàng huynh muốn cho em phải làm vợ của Mân Đạt hay sao? Mỹ Yên em, rồi đây Mân Đạt sẽ là một võ tướng, một người có địa vị như ai, nhất định Mân Đạt sẽ xứng đáng là chồng của em sau này. Không, nhưng Mân Đạt sẽ được giao cho sứ mạng nào? Giết thằng võ tướng anh nội trong đêm nay. Hả? Để cho ta cướp Mỹ Thường về làm vợ. Em hãy hứa một lời cùng Mân Đạt nghe em. Không, không đâu. Hoàng huynh ơi, dù cho anh có đem bạc vàng phủ lên vai áo của người này, dù cho anh có đem quyền quy tột độ giữa triều trung, và dù cho có muôn vạn kẻ tôn sùng, thì Mỹ Yên này cũng không bao giờ hứa hẹn. Mỹ Yên, em nói gì? Em nói Mỹ Yên sẽ chẳng bao giờ hứa hẹn về với Mân Đạt để trở thành vợ của một kẻ sát nhân. Hoàng huynh ơi, em đã nghe theo lời của mẹ một lần để đau khổ mãi ngấm ngầm tim ốc. Bây giờ thì em không thể nghe anh về làm vợ, người em không thương thương. Anh cho ép duyên em, để rồi em chịu cảnh khổ đau. Vì lỗi quyền của riêng anh, nợ thiên xui em gian dở duyên tình. Đời em còn chi đâu, mây hương yêu đã chan giọt sầu. Công chúa nói ra chi lời nghe như cay đắng. Tôi vẫn biết thân tôi nào mong sánh duyên chung đôi. Đừng yêu nhiều hoa thơm, anh hãy tìm riêng đóa hoa của lòng. Đừng đợi chờ ước mong, đừng mong mơ mối duyên châu trần. Công chúa ơi, dù
phẩm có nâng cao địa vị, dù vàng son có phủ lên vai áo kẻ này thì muôn đời tôi cũng vẫn là tôi, vẫn đáng cho nàng khinh bì. Vì tôi là một kẻ tầm thường thì làm sao dám mơ ước đến một công nương quyền quý sang giàu. Nhưng trớ điều thay, ai xui tôi đã yêu nàng. Tôi yêu nàng vì nghe theo tiếng gọi của con tim đã rộn ràng dâng tàn lên y sông. Từ lâu rồi tôi âm thầm say mộng, dù biết rằng mộng chỉ là mộng, chớ có bao giờ ta được sống chung đôi. Cho dù công chúa không nói lời kinh miệt, tôi đã nhận ra niềm bất hạnh của tôi rồi. Mỹ Yên, Mân Đạt không phải là một kẻ đê hèn như em tưởng. Ngoài cái sức dốc hơn người, còn ẩn đau bên trong một linh hồn cao. Bây Mân Đạt hay về cung của chim vương, chàng hãy giết cho được kẻ mà ta đang quán ghét. Đi đi. Đừng, xin người đừng giết Võ Tuấn Anh. Tại sao vậy? Tại sao công chúa không cho tôi giết Võ Tuấn Anh? À, thì ra tôi đã hiểu. Vì công chúa đã xiêu lòng trước cử chỉ của người thanh niên ấy. Công chúa yêu vì con người đó hiên ngang, hào hoa phong nhã. Công chúa không che giấu được đâu. Vì tình yêu đã bừng lên khóe mắt, hôm nay tôi đã hiểu qua nghi tâm trạng của nàng rồi. Tuy miệng công chúa nói ra lời cay nghiệt, nhưng thâm tâm nàng đã hết và yêu thương. Hôm nay sự thật đã chán trường, tôi cam vì đành lỡ duyên đò thương. Không, không bao giờ như thế được. Không bao giờ công chúa lại yêu một kẻ ngoại bang. Tên khốn kiếp nó ngang tàn, nó sẽ chết trong nhục nhã. Ta không ngờ Mỹ Yên lại say mê người xa lạ, một kẻ giang hồ sống không có ngày mai. Kể từ đây ta cấm công chúa rời khỏi nơi này cho đến khi nào ta giết nó. Hoàng quân ơi, xin anh hãy thương em. Mỹ Yên, dạ. Em hãy đi vào trong mau. Hoàng quân đi. Chà cây, chà cây đâu? Dạ chà cây đi. Dạ tôi luôn luôn chờ trực bên ngoài để chờ nghe quý vị quý ngài kêu thì cai tới. Ta giao cho ngươi một việc là phải canh giữ Mỹ Yên, không cho Mỹ Yên rời khỏi cửa. Nghe chưa? Dạ nghe rõ. Như vậy chỉ trừ khi nào cai chết thì công chúa mới ra khỏi nơi đây, chứ cai còn sống thì cửa này luôn luôn bế môn tỏa cản. Được rồi, Mân Đạt theo ta. Hoàng tử đã đi rồi phải không anh? Bẩm công chúa, hoàng tử đã đi rồi. Nhưng tôi muốn biết tại sao hoàng tử lại không cho công chúa ra khỏi nơi đây. Anh ơi, có lẽ tại vì tôi đã yêu. Trời trời, yêu hay không thì công chúa cứ nói đại đi. Chờ cái có lẽ như gì thì kỳ thiệt. Anh chà cai ơi, có lẽ tôi đã yêu mà mình không biết. À, nếu công chúa không biết thì cứ hỏi lại trái tim. Nói này tim hỏi là tim, có yêu xin chớ lặng im mà rầu. Trời trời trời, hình như công chúa đang suy nghĩ đâu đâu nên không nghe lời cai nói. Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Anh ơi, tôi đã yêu, vì vậy cho nên bỗng dưng tôi run sợ. Lạ không, hễ yêu thì người ta vui cười hớn hở, chớ có ai lại run sợ vì yêu. Vì tình yêu không có buổi chiều, mà chỉ có bình minh và hoa nở.
Khi đã yêu thì cõi lòng rộng mở, cho thái dương nó nhảy tót vào tim. Anh chàng cai ơi, tôi đang run sợ cho người ấy. Phải, chính tôi đang lo sợ sanh mạng của chàng e khô sông hết đêm nay. Tôi phải đi tìm gặp chàng ngay bây giờ mới được. Ê, vậy, trời ơi, công chúa đi đâu có được. Công chúa muốn đi khỏi chỗ này thì phải bước qua xác chết của tôi. Chứ tôi mà còn sống thì cửa này luôn luôn đóng kín. Anh chàng cai ơi, tôi lại anh mà. Trời ơi, công chúa đừng có lại. Công chúa đừng làm tôi tổn thọ. Thôi bây giờ để tôi lại công chúa cho nó quề. Để tôi lại cho nó quề. Thôi, anh đứng dậy đi. Bây giờ thì công chúa muốn cái gì nè? Anh chàng cai ơi, tôi muốn gặp mặt chàng. Nếu không thì chàng sẽ bị người ta giết chết. Nhưng làm sao công chúa ra khỏi chỗ này được? Vì có lệnh của hoàng tử kia mà. Anh chàng cai ơi, tôi xin lại giang anh. Chùm rồng lượng tứ thà, để cho tôi ra khỏi nơi đây, đặng cứu chàng khỏi nguy. Thì ơn của anh ngàn năm tôi mang nặng, xin anh hãy thương tình mà hiểu nỗi lòng mình. Thì ra công chúa đã yêu thật, tội nghiệp biết bao nhiêu. Tôi vừa nghe đã thấy buồn, thấy đau đớn trong lòng. Bây giờ công chúa cầm cây này để đập. Hả? Đập vô đầu tôi đi. Đánh anh? Trời ơi, làm sao tôi đánh anh cho được? Ấy, cậu đánh được thì mới đi được. Mà muốn đi được thì phải đánh cho đau. Đánh đi, đánh đại đi công chúa, sợ gì? Tôi đánh thiệt à nha. Đánh đi. Tôi đánh nè. Trời ơi, công chúa đánh như vậy đâu có được. Phải đánh cho thật mạnh và phải đánh cho đau. Đánh cho nó u một cục hay đổ máu lột da đầu càng tốt. Đánh đi công chúa. Tôi đánh mạnh à nghe. Ừ, đánh đi, đánh đại đi. Tôi đánh nè, đánh nè. Mân Đạt, anh làm gì đó? Dạ, tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? À, anh đang suy nghĩ tới nàng có phải không? Tướng quân, tôi xin hỏi tướng quân một điều. Anh cứ hỏi. Tướng quân có yêu ai bao giờ chưa? Có chứ. Tôi đã từng yêu những ca nhi, những cô gái quái ân nửa bụi. Vì tôi là người của bốn phương trời các bụi, là con tuấn mã không chịu để khuất rằng. Tướng quân có bao giờ chung tình với ai không? Không. Hai tiếng chung tình đối với tôi là ngu dại, vì tình yêu không bền vững được lâu ngày. Nhưng nếu có kẻ yêu tướng quân thì tôi sẽ cười trong bụng. Một kẻ hiên ngang, một người vũ dũng, nhưng trong tình yêu có dối gạt nhau không? Trong vườn hoa có muôn vàn đóa hồng, mà chỉ có vài ba con bướm mộng. Hỏi có ai trừng phạt bướm kia không? Không. Vì trong 100 kẻ làm chồng thì có tới 99 ông lừa dối vợ. Nhưng thôi, ta nên bỏ qua chuyện đó để bàn sang chuyện khác thì hơn. Ừ kìa, tại sao người lại chẳng mang gương? Đang đêm là để ngủ, mang gương có ích lợi gì? Biết đâu lại có kẻ mưu toan ám sát tướng quân thì sao? Mẫn Đạt, có phải chăng anh định giết ta nên vừa mém môi để tỏ một căm hờn? Đôi mắt ấy trừng lên sang quắc, nhưng anh đừng hòng giết được ta đâu, mặc dù ta chẳng có mang gươm. Không bao giờ tôi giết tướng quân đâu. Dù cho có kẻ đã âm mưu, họ đổi trao bằng nhan sắc biểu tôi làm, nhưng không bao giờ tôi làm chuyện bất lương đâu. Mẫn Đạt, anh coi chừng phạm lời thề. Không, tôi không phạm lời thề.
vì hiện nay Chim Vương ngài đã chết. Hả? Anh nói gì? Chim Vương đã chết? Vì vậy cho nên Mỹ Yên công chúa mới toan tính giết ta. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không, không, không phải như vậy. Vì Mỹ Yên công chúa đã yêu người, và chính nàng đã cản ngăn âm mưu ám sát đó. Mân Đạt, nhà ngươi là kẻ vô cùng dột nát. Mỹ Yên công chúa chỉ dối gạt ngươi thôi. Mỹ Yên nói yêu ta là để cho nhà ngươi ghen tức. Ngươi có biết vậy không? Bây giờ thì ta phải tìm Mỹ Dương Phi để báo tin là Chim Vương ngài đã tự trận. Tôi sẽ kiếm thuyền đưa Dương Phi đi. Mùa này thuận gió, chẳng bao lâu chúng ta sẽ vượt qua vùng biển của Chim Thành. Nhưng tôi muốn hiểu vì sao mà tướng quân lại lo lắng cho tôi hết lòng như vậy. Vì tôi không thể để cho kẻ thù của Chim Vương làm nhục Dương Phi. Nhưng cuộc trốn chạy này sẽ rất nguy hiểm cho tướng quân. Tướng quân có biết không? Dương Phi ơi, hạ thần xin hãy gác bỏ hết mọi ưu tư, đừng khóc than cho mối tình gian dở. Ở lại nơi đây sự hiểm nguy đang gặm mòn hơi thở, thần xin lệnh Dương Phi nên dẹp bớt nỗi ai bi, thu gọn hành trang ta cất bước lên. Hãy
thượng có nhiều mưu toan bàn bội, ngài không yên lòng trước lúc ra đi. Tôi hứa với ngài là phải túc trực ngài đêm bảo vệ chở che đưa linh bà đến nơi ẩn náu chu toàn. Tương quân ơi, tình của chim dương đối với tôi như trời biển, ngát như trăng nồng hơn anh mặt trời. Tiếc rằng có một quan cừu ngăn chặn trái tim tôi, nên miệng đã không thể thốt lên lời ân tiếng ai. Giờ đây người đã chết, tương quân hãy đưa tôi rời khỏi Trà Bàng ngay lập tức. Tôi sẽ tới vùng đất biên cương Đại Chiêm và Chân Lạp, nơi người của tôi thương ngã quỳ giữa trần tiền. Tôi sẽ ôm xác chàng trong tay, nói lời xin lỗi cho con tim trút hết mọi ưu phiền. Có phải chăng dung phi muốn đào lên trong bụng đất đau thương để tìm màu máu của tim ngài tuôn đổ, để nuôi những người tình yêu sâu đắm đi cùng hận quan, nên chưa một lần tâm sự với nhau khi quân dương còn tại thế, để cho linh cảm ấm dương hồi ngộ cho người tôi thương mang nguyện dưới diêm đài. Nhưng biết làm sao, dù dung phi yêu tha thiết tới muôn lần, cũng xin đừng làm như vậy không nên, vì sự nguy hiểm đang chờ ta nơi hướng này. Nếu không tôi sẽ một mình đi tới đó, dù hiện giờ khói lửa ngập biên. Tôi đi để tìm lại chim dương, tìm hình ảnh của người thương cho tâm hồn với hận tôi. Dù ngày mai thân gái dầm trường, đường chung gai biết ai đâu tương đôi bờ âm dương cách chia đôi đường. Linh bà dặn cơn đau đớn suy tính nguồn cơn, nghe lời tôi khuyên mau kiếp ra đi, nếu cứ chần chờ sẽ trăm hiểm ngàn nguy. Nếu không phải tôi tận nơi đi nhìn mắt người đã chết, ta biết đi đâu khi Chúa Thượng đã không còn. Khuất thân gọi với trời cao, người thương nay đã qua cầu tử sinh. Trần gian đã bày nỗi bất bình, nhiều thêm chi mối hận tình thiên thu. Xin Dương Phi hãy theo tôi. Tên võ tướng ấy nó đã xa chạy cao bay, đưa Mỹ Dương Phi trốn thoát. Họ đã trốn thoát rồi sao? Nhưng trời ơi, họ đã đi đâu? Đi khỏi Trà Bàng. Hả? Về một nơi vô định. Họ xây tổ quyên ương để sống đời yên tĩnh. Trời ơi, có lẽ nào Dương Phi Mỹ Thường và Tuấn Anh họ đã yêu nhau? Phải, chính họ đã yêu nhau trong những lúc mà chim dương vắng mặt. Khi chim chúa lăn mình trên trận mạc, giữa gươm đào giáo mát hiểm nguy, trong lúc ấy thì Mỹ Dương Phi lại cười cợt trong vòng tay của kẻ khác. Thật là đốn mặt. Một tình yêu đọa lạc nhất trần gian, ta tưởng đâu gặp được kẻ hiên ngang, một dũng sĩ với linh hồn trong sạch. Có ngờ đâu con người ấy là một tên đoái rách, kẻ ăn trộm tình yêu, một tình yêu một nát phản bội dối lừa. Thượng tướng, điều của tên ở trận tuyến đưa về. Có gì lạ không thưa hoàng tử? Bảo Dương vừa đại bại một trận lớn, đại quân ta đã hao tổn rất nhiều.
hiện đang trong tình trạng cố thủ vô cùng nguy ngập. Vậy ta còn chần chờ gì nữa mà chẳng chịu thi hành? Nhất định là trong đêm nay ta quyết lòng ra tay. Chiếm ngôi vua, chiếm quyền chiếm vương, đưa chế ly lên chấp chính. Thượng tướng, dạ. Thượng tướng hãy giúp ta. Dạ tôi nào dám sai ngoa, dù chết đi cũng không ân hận, chết được đền đáp nghĩa ân sâu. Mẹ, xin mẹ đừng mưu toan xoán đoạt, con khổ đau vì một lần lầm lỡ. Mẹ thương con đừng làm cho máu loang hồng. Dương huynh con cùng quyết nhục thâm tình, sao lại mưu hại cho đành. Câm miệng lại, em biết gì mà em xen vô. Mẹ chúng ta người đã đau khổ nhiều rồi, bởi nó quá kinh thường. Anh quyết định đoạt ngay và ngay trong đêm nay. Hãy đoạt lấy ngôi vua, đưa hoàng tử chế ly lên chấp chánh. Hãy đoạt lấy ngôi vua, đoạt lấy ngôi vua. Ai đoạt lấy ngôi vua, ai lấp tâm làm chuyện tài trời vũ gian phản bội. Ta còn sống đây, ta khuyên các người chớ vội âm mưu thí chúa. Hãy bỏ đi những hành động cuồng si, những hành vi ám muội để phải mang lấy tội gia hình. Luật pháp công minh sẽ trừng trị kẻ nào gây tội lỗi. Người cố tình gây tội, muốn chiếm đoạt ngai vàng và luôn luôn muốn ám hại ta. Dạ muôn tâu. Cấm, ta chưa hỏi tới ông, thì ông nên đứng đó và ông hãy cứ lặng im. Ông đừng bao giờ mở miệng nói thêm, làm ta nổi nóng lên rồi ông sẽ hối hận ăn năn. Thưa chương huynh. Cấm. Tâu chúa thượng. Im. Ngài còn muốn nói gì nữa chứ? Ta đã về để kịp lúc để chặn đứng âm mưu sâu độc của các người. Nhưng ta muốn biết ai là người cầm đầu. Ai? Ai hả? À, có cả Thái Phi nữa à? Có người mẹ đáng kính của ta ở đây nữa à? Phải, có ta đây. Nhưng ta tới đây vì một chuyện khác. Chuyện gì? Dạ muôn tâu, chúng thần tới vì một lẽ rất dễ hiểu, là tên hầu cận của bệ hạ đã thông gian với lệnh Dương Phi. Hả? Nhà ngươi nói sao? Chúng ta tới đây vì có người làm nhớ bẩn triều nghi, làm ô danh tiên đế. Chúng ta tới để trừng phạt, nhưng không kịp vì chúng đã trốn hết rồi. Trời ơi, chúng đã bỏ trốn mà. Phải, võ tuân anh cùng với lệnh Dương Phi đã trốn khỏi hoàng cung rồi. Dương Phi, Dương Phi. Ta khá khen cho Thượng tướng Sa Đỗ. Trong lúc ta đang cùng đường thì Thượng tướng Sa Đỗ đã nhanh trí xoay chiều kịp lúc. Hay, hay lắm. Chiêm Dương đã thảm bại thêm một lần nữa vì bị người yêu phụ bạc rồi. Bây giờ thì chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Mỹ Dương Phi, Mỹ Yên, họ đã đi thật rồi sao em? Anh
rồi. Họ đã bỏ trốn với mối tình tội lỗi. Họ đã yêu nhau. Trời ơi, họ đã yêu nhau. Phản bội! Ta đã bị nàng phản bội, bỏ lòng son chim cất cánh bay rồi. Ta đã thật cơ trên trận tiên tới bời, mất quý vũ trước quân binh chân lạp. Này ta quay về cổ tháp Trà Vàng kia là trở mặt với ta. Lầu vàng son đâu dám giữ được ngọc ngà. Gã họ Võ với ta không còn là bằng hữu. Mỹ Thường, Mỹ Thường ấy có phải đâu là thần nữ giữa tuổi xuân vẹn giữ được gia trong? Võ tướng Lạc Trung đâu? Tâu chúa thượng có điều gì truyền phán? Hãy đem 100 quân kỵ mã lục soát khắp nơi, và hãy dẫn 100 quân ra biên giới biệt chẳng bắt được Võ Tuấn Anh với Mỹ Thường. Hãy đưa họ về đây bằng xiềng gông, nếu không được thì đưa về bằng xác chết. Tuân lệnh. Dương Quân, Dương Quân ơi, em xin Dương Quân hãy nới tay mà đừng giết hai kẻ yêu nhau. Giữa Mỹ Thường và Dương Quân thì tình cảm chưa có gì trói buộc, có đạo lý nào đâu mà xiềng xích những con tim. Mỹ Yên, vì em chưa yêu cho nên chưa đau khổ, nên em không biết sự đau xót của ta nó cao tới mức độ nào. Sự đau xót ấy nó biến ta thành hung ác. Không, Dương Quân ơi, anh đã lầm. Lầm mà? Vì em đã yêu và đang đau khổ giống như anh. Lúc nãy đây em cũng căm hờn và nguyền rủa, nhưng bây giờ suy nghĩ lại em thấy rằng quyền lực của yêu thương đã sai khiến Mỹ Thường với người thanh niên ấy. Mỹ, thì ra em đã yêu à? Phải, Dương Quân ơi, em đã. Tình vào giấc của tuổi thanh xuân cướp đi người
mọi đớn đau hôm nay, hãy vì em chôn xuống đáy huyệt sâu. Tình không còn thủy chung, hờn giận nhau chỉ nghe nặng lòng. Người phụ người ra đi, tìm lại nhau thêm đắng cay muộn phiền. Ta sẽ cho người tìm phân thi võ tung anh ra muôn đoạn, và dành cho hắn những cực hình đại ái đớn đau kinh khiếp mãi hùng. Nhưng võ tung anh đã cùng Mỹ Vương Phi rời kinh đô, muôn trùng dẫu cho góc biển chân trời, ta cũng sẽ cho người tìm giết cho thỏa lòng tâm tức của ta mà. Anh có biết không, lửa ghen hờn có thể dẫn con người đi đến hành động tàn ác dã man cực kỳ vô lý. Sao anh không nghĩ nếu võ tung anh không còn trên cõi thế, và Mỹ Thường đâu còn tha thiết sống mà chi? Mỹ Thường, Mỹ Thường ơi, ta chưa có bao giờ được tỏa má kề chay bên người con gái ấy. Tình sâu nặng trong lòng, ta yêu nàng hơn sự sống. Giờ nàng phản bội ta, đau thân cùng kẻ khác, dẫu cuối đất cùng trời, ta cũng bắt nàng quỳ bên ta chịu chết. Nàng không hiểu cảnh ngộ ta, vì sao ta quá tôn trọng nàng. Nàng đi học đòi hành động phường trên bọc trong dâu, vàng quá kia là nơi quỷ diệt tình ta, và cũng để chôn nàng. Không có đêm nào tan tác giống đêm nay, sầu não ấy từ đâu dội đến? Đời có nhiều hố sâu tối lối, bên cạnh lui vào cửa đồng thiên thay. Ai, ai khiến tôi em gặp gỡ võ tướng anh, để bây giờ vợ tan hết nửa chừng xuân qua mộng. Giữa đêm nay có hai người đang sống mà như đã chết, bởi nguyên nhân buồn thảm giống như nhau. Mỹ Yên đang khóc hận tình đầu, còn chim chúa ngã quỷ không phải vì đường cương ngọn dao. Hai chúng ta là hai kẻ bại binh khi chưa tàn cuộc chiến. Chiến trận biên cương ta còn đường trở lại, còn trận chiến trong tình yêu chỉ làm cho tim ta rực nó hờn trăm. Tâu bệ hạ, Hạ thần đã bắt được Võ Tuấn Anh và Mỹ Thường. Hiện Dương Phi đang khẩn nài để gặp Thanh Quân. Gặp ta? Gặp ta để làm gì? Hãy đem giam Mỹ Thường vào cung lãnh để chờ giờ ra trước pháp trường. Một giàn quả sẽ đặt ở pháp trường giữa gươm giáo giữa bốn tường thép lạnh. Cửa sẽ bốc cao cao ngất tới mây trời, và nàng, nàng sẽ nghe tiếng nguyền rủa của chúng dân, tiếng thoá mã của ngàn năm đạo đức. Lạc Trung, dạ, hãy nói với nàng là nàng sẽ gặp ta khi chịu trói mình trên giàn quả. Tâu dân. Dương huynh, em xin Dương huynh hãy truyền bãi bỏ cực hình ghê khiếp ấy. Linh hồn của ta đã bị Mỹ Thường giết chết, tình cảm của ta đã bị nàng cha đạp dưới gót chân, em có biết không? Nhưng Dương huynh vẫn yêu nàng, hãy tha thứ cho tình yêu còn lại đó. Chẳng có chút tình thương nào còn sót lại. Linh hồn của ta là bãi cát khô khan, ta không tha thứ cho nàng. Sự phản bội ấy làm cho ta ghê khiếp. Chỉ có lửa,
Chỉ có những cực hình rùng rợn mới làm cho ta nguôi hết giận hờn. Dương huynh, bây giờ đây em xin thưa lại với Dương huynh, hãy làm ơn cho em gặp người thanh niên ấy ở nơi đây hay ở dưới ngục trung. Được, em hãy chờ đây, anh ra lệnh cho lạc trung đưa gã tới. Công chúa, công chúa, trời ơi, công chúa cứ đi hoài, đi quỷ vậy sao, trốn đi như vậy là đầu tôi phải lìa. Giờ đây công chúa hãy mau đi về cho lẹ cám hờn vô cùng. Anh cha cái à, tôi sắp gặp mặt chàng, chỉ chờ trong giây lát nữa thôi, khi chàng tới thì tôi nhờ anh coi chừng giùm. Trời ơi, công chúa ơi, đầu tôi uống chưa hết, bây giờ muốn u nữa hay sao? Cứ như vậy chắc khổ quá, tai hoàng tử hay được là thôi rụng đầu. Anh đừng lo, rồi tôi sẽ trở về cung ngay, và tôi sẽ ở đó cho tới già tới chết, hoặc có đi ra là để anh chôn. Ê trời trời trời, công chúa nói là chi cái câu nghe chẳng lành đó. Anh ơi, vì tôi có một tâm tình dung dài, trót yêu thương một kẻ giang hồ, tôi đã dệt một bài thơ bằng tơ nhện nhẹ nhàng yếu đuối. Rồi hôm nay tơ nhện nay đứt đi, số mệnh nay đưa công nương vào bóng tối. Bây giờ thì không còn gì mơ ước tới dài lâu, vì nó đã sắp mất cái nhịp cầu ân ái. Thế có phải vậy không công chúa? Anh chàng cai ơi, còn đâu chuỗi mộng ngày xuân, đời tôi đã chết một lần thương yêu. Hèn gì người ta nói đúng mà, thương ai đừng có thương liều, càng thương nhau lắm càng nhiều khổ đau. Bẩm công chúa, thánh thượng truyền đưa tội nhân đến hầu công chúa. Cảm ơn tướng quân, hãy để người ấy lại đây. Có chuyện có xích, nó không chạy được đâu mà sợ. Cứ ra ngoài chờ về để nó đây cho công chúa. Công chúa, thật tôi không ngờ người muốn gặp tôi lại là công chúa. Võ tướng quân, trời ơi, tôi cũng không ngờ người mà công chúa muốn gặp lại là một tội nhân. Vậy là hết biết. Phải, chính tôi là một tội nhân đây. Công chúa muốn gặp tôi để nhìn thấy kẻ thù mà tay chân bị xiềng xích. Công chúa hứa đưa tôi tới ngục tù. Hôm nay tôi lặng lẽ vui lòng để chờ trăm ngàn hình phạt của giai nhân. Không, không đâu, người đã nghĩ lầm tôi. Kẻ nào, kẻ nào đã chân lệnh nàng ám sát tôi đêm ấy? Kẻ nào đã loan tin chiêm dương tử trận? Nhan sắc, ôi nhan sắc kiều mỹ công chúa là một quyền hành, là mạnh lực để đưa người vào tội ác và đưa tôi tới bước đường cùng. Nhưng nhan sắc của tôi đâu có nghĩa lý gì, xin người chớ vội vàng kết tôi. Hiện tôi là một tù nhân chờ đợi chết, tôi có quyền lực gì mà dám kết tội ai đâu. Mị Yên, Mị Yên ơi, nếu như nàng còn nghĩ tới tình tôi, xin vài tiếng khẩn cầu cùng chiên chúa, hãy rủ lòng nhân mà xin tội cho Mị Dương Phi. Thế ra người ta đã yêu nhau đến giường ấy kia mà. Một người sắp bị đưa lên giàn quả, một kẻ sắp bị beo đầu mà miệng không ngớt gian xin cho người mình yêu được sống sót. Tướng anh, tướng anh, nhà ngươi có biết rằng không, không, không phải như vậy.
xin công nương cho vội vàng trong phán đoán, mà gây thêm đổ vỡ đau thương cho một đóa hoa tròn vàng sắc dương vi mỹ thường đang trong tình cảnh đang thương. Người đã lâm vào quan an vì quá chung thủy với tình. Tôi là cẩn thận nhân lệnh của thiên dương, trước khi người lên yên dục mà gió chốn biên tình là phải lập tức dương phi rời khỏi cung vàng điện ngọc. Nếu lỡ nhận được tin giữa xa trường, chỉ vì người không muốn bọn gian thần hãm hại dương phi, nhưng tôi đâu ngờ tính đồn mát độc khủng khiếp kia đã được tung ra bởi bọn hoàng tộc gian. Tôi đã trọn giả thủy chung một đời trao gói, không có sự đổi thay, không một lần lầm lỗi, thì tại sao phải chịu cảnh đơn đau trên vàng hoa thiêu mình. Trời đất buồn đau có cây cũng méo sầu xuống, nếu người ta có tâm quý hoài một chân tình. Tôi không biện minh để được lòng công chúa, hay mong cầu ân sủng của chim vương, và chỉ muốn kêu gọi lòng từ tâm của công chúa hãy thấu hiểu ân tình của mỹ vương phi. Mỹ thường đã yêu đại vương bằng tình yêu sâu đậm, không còn nhớ mối thù cha già, quên đi những hiểm nguy tại biên của riêng nàng. Thật vậy sao Tuấn Anh? Không lẽ tôi đã lầm, Dương huynh tôi cũng đã lầm, mà kết tội Dương phi một cách vội vàng không suy nghĩ? Đúng vậy, công chúa đã lầm, và đại Dương thật là nông nổi. Không, anh không nên trách phiền Dương huynh tôi nặng lời như vậy, bởi vì đại Dương cũng như tôi, như mọi người trên cõi thế. Đâu có ai chịu được sự phản bội vô luân sức mát từ con tim nồng cháy của người tình. Dù chỉ là nghi ngờ trong tâm tưởng, lòng cũng đã nghe đau tuổi riêng mình. Tôi hiểu như vậy nên đâu dám thở than trách móc, cũng chưa một lần dám đối mặt với tình. Chỉ thương cho Dương phi dặm trường sương gió, tưởng trọn tình cùng đại dương nơi chính xuôi. Ngờ đâu phải nuốt tôi ngắm sầu, ôm mối hận lòng theo các buổi thời gian.
một cung Dương Phi, hai cung Dương Phi. Như vậy mà, như vậy mà người ta không nghi tôi sao được? Có phải công chúa nói như vậy không? Đúng vậy. Công chúa, tôi Võ Tuấn Anh, từ lúc gặp nhau chúng ta chỉ nói với nhau những lời nặng nề đau đớn. Nhưng người có biết đâu, từ trong những lời lẽ khó nghe đó, một ước vọng lạ kỳ đã nảy sinh ra giữa hồn tôi. Tôi đã yêu trong im lặng vô biên, tình yêu đó ngày càng sâu đậm. Nói không xong mà im thì càng đau khổ. Đêm trăng trở đợi chờ vô hy vọng nên lòng hờn ghen ích kỳ, đã khiến tôi khóc chẳng hở môi cười không nên tiếng. Trước mắt tôi chỉ là những mưu toan lợi quyền phản bội, khiến tuổi thanh xuân đã trôi đi theo hận oán căm thù. Mỹ Yên, xin hãy tin tôi không có gì để cần phải nói lên những lời giả dối. Vì trước sau gì tôi cũng phải chết mà thôi. Tôi là kẻ giang hồ lãng tử lang thang khắp sông hồ với một thanh gươm. Vì cảm nghĩa khí của đại dương nên tôi xin người làm hầu cận. Thì lẽ nào tôi làm chuyện trái đạo lý lương thường? Tôi đã tin anh rồi. Tôi sẽ tìm Dương huynh để báo lại nỗi quan tình của Dương Phi Mỹ Thường và hầu cận Võ Tuấn Anh. Dương huynh sẽ thấy tôi đi đây, nếu chậm trễ e không còn kịp nữa. Công chúa, Mỹ Yên công chúa. Công chúa, công chúa đâu? Công chúa đã đi rồi. Đi đâu vậy? Trời ơi, nhà ngươi, tại sao nhà ngươi không? Trời ơi, công chúa. Võ Tuấn Anh, tôi cứu anh đây. Có kẻ cướp tù, hãy mang đi đừng tỏ trung quan. Ok, thượng tướng, ngài đã truyền mật lệnh cho quân binh của chúng ta rồi chứ? Bẩm dân, chỉ trong đêm nay thôi thì chiếc ngai ngọc sẽ về tay của hoàng tử. Chúng ta khởi đầu đại sự trước khi lửa bốc. Tại sao là phải trước khi lửa bốc? Bẩm hoàng tử, kết quả công cuộc này sẽ đưa hoàng tử lên ngôi cao. Cảm ơn ngài. Rồi đây ngài sẽ được ta trọng vọng. Nhưng ta cần nói riêng với ngài một điều, là khi Bảo Vương truyền nổi lửa thì ngài phải cứu cho được Mỹ Vương Phi. Tại sao lại phải cứu Mỹ Vương Phi? Vì ta đã yêu nàng. Ngài đã yêu Mỹ Vương Phi? Phải, ta yêu Mỹ Thường từ lâu lắm. Vì vậy mà ta đã truyền cho các tướng của ta phải hành động ngay khi Bảo Vương truyền nổi lửa. Nhưng tôi ngại rằng nếu Mỹ Thường chưa chết thì lòng người chưa quán ghét Bảo Vương. Bảo Vương sẽ chẳng còn sống thì sự ghét hay thương cũng đều vô nghĩa. Hoàng tử nói sao? Ta nói rằng để Bảo Vương sẽ bị đâm ngay giữa lưng khi mà hắn mở miệng truyền nổi lửa. Nhưng tôi sợ rằng không có kẻ nào dám làm chuyện đó chứ. Có chứ, Mẫn Đạt đâu? Mẫn Đạt xin kính bái hoàng. Hay lắm. Thế nào, sức khỏe của nhà ngươi hôm nay ra sao? Thưa hoàng tử, xin ngài đừng lo lắng, trong người tôi khỏe khoắn lạ thường và tôi sẽ sẵn sàng. Ồ, nếu có Mẫn Đạt thì chúng ta khỏi lo gì cả. Mẫn Đạt. Dạ. Rồi đây sẽ được thưởng công đúng như lời ta đã hứa. Rồi đây công chúa Mỹ Yên sẽ thành vợ của nhà ngươi. Dạ, cảm ơn hoàng tử. Hay lắm, để tất cả phải lo xong, ta phân công cho Mẫn Đạt phải đứng cận kề bên ngay giết Bảo Chúa liền tay. Chỉ bao nhiêu thôi, nhà ngươi hãy ráng làm cho xong nhiệm vụ. Nếu chuyện này thành công sẽ được tước đồng quyền cao. Ta hứa rằng sẽ đứng ra cả công chúa Mỹ Yên, sống hạnh phúc vĩ hoàng thì cuộc đời của ngươi sẽ được lên yên. Dân, tôi
nguyện hy sinh một tấm thân hèn nhị môn để đáp đền ơn kia, dù nghĩa chết cũng cam tâm. Tôi chỉ đợi chờ lệnh phán của chim vương, nổi ngọn lửa hồng là tôi không có sao lưng. Thưa hoàng tử, ngài hãy tin sức mạnh của tôi. Tôi sẽ dùng gươm và đâm chim vương suốt đời. Ráng thi hành cho chủ đáo nghe chưa, cố gắng cho xong và hãy tận tâm phòng bị. Thôi tất cả trên đây chúng ta mỗi người lo kém tiền, thì giờ đã tới nơi ta chuẩn bị là xong. Xin các ngài yên tâm, rồi chim vương sẽ không còn kêu la một tiếng, và máu sẽ trào ra làm khiếp đảm mọi người. Và lúc ấy ngôi báo sẽ về ta, ngôi báo sẽ về ta. Đêm nay trăng mờ, quyền áo màu tan trắng, sương lạnh thắp cô đơn vũ trụ sầu quang vắng. Không gian cô tịch, hồn vũ trụ lặng thinh, đầy biên giới sắp xảy ra chiến trận giữa tình thương và giữa oán hận. Ta thương ai, ta nhớ ai mà tâm sự ngổn ngang trăm chiều ruột thắt. Lòng ta giờ đây như kim châm dao cắt nhớ thơ cảnh sanh ly mà lạnh buốt đêm trường. Bình minh lên ta sẽ giết mỹ thường. Tới giờ ấy thì linh hồn này dễ chết, trái tim này cũng sẽ bị tử thương. Trời ơi, thân thể kia chìm trong lửa đỏ, thịt xương nào quằn quại giữa tro than. Lửa sẽ bốc cao cao ngất tới không gian, mà trở treo tay ta lấy truyền linh giết nàng. Và khô khăn vô bộ mặt thản nhiên, vì giọng nói lạnh lùng hơn thép sắt. Thì tâm tư ta tan nát bởi bên trong đau thương cào xé tới linh hồn. Giờ bình minh ta sẽ giết mỹ thường, ôi niềm đời mộng đẹp chim vương đã tan theo người yêu thương độc nhất. Ta băm gan cắt đứt tí sống sao, cùng là ta đành lòng hạ lệnh giết người thương. Thank you.
Nhà ngươi là ai? Ta là thần lửa. Từ nãy giờ ta nghe lời than thở của đại dương, thì ra sắp tới giờ đại dương giết mỹ thường, mà lòng vẫn thấy thương thương và tội nghiệp. Nhà ngươi đã rình nghe tâm sự của ta. Phải, ta đã nghe tâm sự của ngài. Đại dương ơi, đại dương không thể để cho mỹ thường chịu chết, vì đại dương còn tha thiết yêu nàng. Đừng, đừng bao giờ sai thần lửa đốt giai nhân, làm đau xót tới mười phương trời Phật. Nhà ngươi là thần lửa có thật không? Thật chứ. Thật à? Trời ơi, trời ơi. À, khốn kiếp. Trời ơi, tại sao ngươi dám giải danh thần lửa để gạt ta? Hả? Sao? Dạ, xin đại dương tha tội, xin đại dương tha tội. Đại dương ơi, vì từ lâu rồi tôi núp bên vàng quả, tôi đã nghe lời than thở của đại dương đang đau buốt con tim vì phải giết người thương. Nhưng an lĩnh không phân minh, lý tình chưa trong sáng, như vậy thì dương phi chết đi nơi suối vàng, còn hận quán đại dương. Xin đại dương thâu hồi lệnh án tha cho mỹ dương phi được sống ở dương trần. Xin đại dương nghe hạ thần rồi tấu một lần, dương phi chết là cuộc đời đại dương tay liệt, hồn của đại dương từ đây sẽ mãi mãi lặng thinh. Giết dương phi là đại dương tự giết mình, thế nên có bảo gan giả thần lửa từ cõi u minh về đây đặng có đôi lời can gián. Nhà người gan dạ lắm, dám lừa gạt cả ta, dám vào đây can gián. Can gián gì? Nói gì hãy nói đi. Nói đi. Nói đi. Dạ muôn tâu hạ thần không còn gì nói nữa, vì nó rát, nó đau cái cổ họng của thần rồi. Chặt phen này phải xuống âm ti hay quy tiếng cành cầu trời. Ơi bây giờ thì hạ thần đã rã rời và bãi hoãi cả tứ chi, vì xin tội chết cho dương phi, giả danh thần lửa ngu si hại mình. Bởi tôi xúc động tâm tình, nghe lời than thở một mình của đại dương. Nhà ngươi đã tò mò nghe tâm sự của ta và làm cho ta phải đau buồn quá đỗi. Nhưng dù sao thì ta cũng cảm ơn ngươi. Bây giờ thì ngươi hãy đi đi, vì ta cần phải suy nghĩ. Dạ đại dương cần suy nghĩ, vậy thì để cai đi. Thank you.
trong điểm tàn canh. Xa xa tiếng gà khuya sao sắc, gió đầu sông lên tiếng hát âu phiền. Sắp tới giờ ta lên một lĩnh truyền, nổi lửa trời ơi hai tiếng ấy. Muốn tâu thanh thượng. À, sắp tới giờ xử án mỹ thường, nhưng tại sao văn võ bá quan không ai túc trực tại nơi đây? Lạc Trung, hãy nhìn thẳng vào mặt ta. Có phải chăng ta đã mất hết uy nghi? Có phải chăng ta không còn quyền lực để triều thần kính nể? Có phải chăng tất cả đều coi ta vô nghĩa nên không ai có mặt tại nơi đây? Pháp trường vắng lặng cửa tha ma, còn ngoài bãi trống thì không có một người dân lai vãng. Tâu bệ hạ, vì mấy hôm nay không có cuộc đại triều nên sự quyết định của bệ hạ chỉ có mấy người trong Dương tộc biết mà thôi. Trong Dương tộc chẳng lẽ chỉ của mình ta? Còn bao nhiêu người khác, họ ở đâu? Muôn tâu, trong Dương tộc không một người nào tới đây, vì tất cả đều muốn cho bệ hạ tha tội Dương Phi, không tới đây để ngài phán quyết một mình. Quyền tha giết mặt tình sử phân tùy lượng đức ân. Đã mấy hôm liền triều thần bàn bạc cũng đã nhiều rồi, nhưng họ biết mối tình đại dương còn tồn động xót thương. Dù cho chuyện kia ô nhục liên hệ tới hoàng gia rồi nàng cũng được tha. Vì vậy mà sáng nay triều chính không ai, cả thái phi cũng chẳng tới đây. Mưu toan sắp đặt cố tình lánh mặt, nhưng ta đã là vua thì phải công minh chính trực, thì cầm cẩn nảy mực. Tâu bệ hạ, vì mọi người đều biết rằng bệ hạ muốn tha hơn là muốn giết. Ta đã hiểu. Vì mọi người đều cho rằng ta không muốn giết Mỹ Thường, võ tướng Lạc Trung. Dạ. Hãy mau đem tội nhân tới đây. Xin tuân lệnh. Ta cấm không cho nàng chối cãi những tội lỗi hiển nhiên trước mắt. Cấm đoan đâu còn ý nghĩa gì trước một người sắp đi về cõi chết. Tôi chỉ mong ngài sáng suốt và thật lòng muốn. Quan thiếp xin tâu bài, dấu khổ thân cam đành, thiếp cầm bằng nước cuốn qua trôi, kiếp quan nổi trôi ân tình, lời nghẹn lời chẳng chút quán ta. Quân Dương ơi, thôi đừng gian này lên lời bi phân, để lung lạc lòng cầu xin tha chết phải không? Xa chi
chúng thân bọt bèo, từ ngày bị bắt tiến cung thiếp đã được quân vương đoái thương, thì dám nào cúi thân làm nhờ. Mỹ thường nàng nên tự khai tất cả giữa nơi đây, trước khi sau nàng cũng bị hành hình, vì tưởng nhớ chung ân tình ngày cũ. Phút cuối cùng ta vẫn nhẫn nại lắng nghe, còn đợi gì không sám hối tội nhục nhơ chứ. Hãy nói đi, sao nàng đứng lặng yên, hay là nàng muốn xin ta? Hãy nghĩ tình xưa tha tội chết cho nàng. Quân vương ráng đợi chờ, thần thiếp sẽ tự cung khai. Chịu nói rồi phải không? Chịu nói rồi thì hãy nói đi. Hãy nói chuyện của nàng và Võ Tuấn Anh đi. Thiếp nói đây, thiếp sẽ nói cho quân vương nghe chuyện đời buồn bà gian truân của một người con gái. Bị bắt buộc tiến cung trong buổi sớm mai, trời đầy giông bão khi đưa tiễn người cha thân yêu đi một chuyến không nghĩ về. Mộ quan buồn cuối kinh đô, hiu hắt tức tưởi cô đơn trong gió lạnh tứ bề. Chưa kịp nói với cha những lời thương tiếc, đã bị kẻ giết cha mình ép buộc lên kiều quan. Kẻ giết cha phải là thù sâu quan nặng, vậy mà sao lòng chẳng nở xuống tay. Cho đến một ngày tình đã đốn qua, cây đâm chồi này lọc trên mảnh đất đầy sỏi đá khô cằn. Nàng yêu tha, hỡi đất trời, hỡi núi sông cây cỏ, hỡi quân thần, các người có nghe không? Mỹ thường nói yêu ta, có thật hay chăng hoặc ta đã nghe lầm? Nàng yêu ta, giả dối mà, có thoát ra từ chót lưỡi hận cầm, để mong cha giấu tội thông dầm. Vế thên hầu cẩn hèn mát là Võ Tuấn Anh. Tin hay không tùy thuộc ở quân vương, thiếp đã uống vào tim tình yêu sâu đậm của người. Sống chết một đời thiếp vẫn gọi quân vương. Quân vương ơi, thiếp vẫn nằm lòng câu tư đức tam tùng nghĩa cương thường phú phù. Đạo lý từ ngàn xưa đã ràng buộc, người con gái trung trinh khi từ già song thân cất bước theo chồng. Thiếp dẫu gì trái ngang nên chưa được cùng quân vương nói câu nghĩa măng tình nồng. Cũng đâu dám làm điều trái đạo để nhục nhã tông đường hổ thẹn với cỏ cây. Nhưng thôi quan tình này thiếp nhận chịu riêng bác, chỉ xin đất rộng trời cao xót thương minh chứng. Thiếp đâu muốn khóc khiến cho quân vương ái ngại, nhưng có lẽ thương số phận lạc loài nên suối lệ trào tuôn. Tâu đại dương, đã tới giờ xử tội phạm nhân. Ta phải làm gì đây? Trong lệnh dồn giả thúc, pháp trường im lặng qua đi thôi. Cả sự việc đang đợi chờ ngưng tiếng thở. Ta sắp giết nàng rồi. Ừ.
Tiền Giang xin vẫn một lòng chờ đợi chết ta. Mỹ Thường, nàng hãy giang sinh đi, hãy dùng lời bí thiết mà khẩn cầu, rồi Chim Dương sẽ tha cho. Không, tôi vô tội, tôi không tha thiết khẩn cầu, Phật trời sẽ thấu hiểu lòng tôi. Tôi không giang sinh, không khẩn cầu ai hết. Tôi vô tội, tôi vô tội. Chết tới nơi mà vẫn không hối hận, cái chết đã đến mà nàng vẫn kêu căng. Kẻ có tội thì nhìn lên hãnh diện, còn người lên án lại bớt trang cúi đầu. Nức cười thay cho hình phạt của Chim Dương, giống y hệt như là trò chơi của con trẻ. Thôi thôi thôi, hãy nghe tôi truyền lệnh đi, cấm vệ quân. Dạ. Dương quân ơi, Dương phi nàng vô tội, hãy nghe mấy lời của Miên tha thiết, hãy mau thu hồi linh giết. Vì giết Dương phi thì nỗi ức quan sẽ lan rộng đến muôn đời. Nó đã có tội nên lặng thinh mà không dám lại, con còn nói đi làm gì khi bằng cớ đã hiển nhiên. Mẹ Tâm, Dương Phi, Dương Phi ơi, tại sao Dương Phi không nói một lời nào cả, lại mím chặt đôi môi để lệ rơi lã chã và thản nhiên với gương mặt lạnh. Hãy nói đi để tự cứu lấy thân mình, nói để cho Chim Dương biết rằng mình không phản bội, nói để chứng minh rằng mình vô tội, để khỏi nhận cực hình ghê khiếp đớn đau kia. Ôi em đừng nói uổng công vì ta chẳng tin đâu. Dương huynh, xin anh hãy im đi, im đi, dẫu vàng lời ta cũng chẳng thèm nghe. Đôi mắt ngây thơ nhưng đầy kiêu hãnh, như đã thỏa lòng với võ tướng nành, còn muốn khiêu khích ta nữa chứ. Dương huynh, chốc lát tôi vàng quá kia ta sẽ ra lệnh thiêu xác Mỹ Dương phi, lửa hồng kia sẽ biến thành tro bụi. Thế gian đời đời nguyện đua, tội lỗi gớm ghê của một vị thần. Em đã khuyên anh với cả chân tình, vẫn không sao dịu nổi bất bình, chỉ sợ sau này anh hối hận ăn năn. Thật tâm cảm đội ơn người, nhưng Mỹ Thường đã biết số phận
mình rồi. Quân Dương chớ chần chờ, hãy xuống định giết tôi đi. Xin Dương quân hãy mau truyền nổi lửa, vì đã tới giờ rồi. Dương quân hãy nghĩ tới thanh danh của chim chúa, nghĩ tới sự nhục nhã mà Dương phi người đã gây ra. Xin bệ hạ giữ cho hình luật trang nghiêm. Triều thần tuy chẳng tới đây, nhưng vẫn trông đợi sự nghiêm minh của đại dương. Nhà nhà thiên hạ đều ngóng nhìn để chờ xem coi có nổi lửa đúng khi mặt trời mọc lên không. Xin Dương quân hãy làm sao cho thiên hạ kiên nể luật triều đình. Hãy báo truyền nổi lửa. Được, 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 ta sẽ làm đúng luật triều đình. Cấm vệ quân truyền nổi lửa. Quan xin bệ hạ đừng bao giờ truyền nổi lửa, vì lệnh ban ra thì cơ đồ không còn nữa. Bởi bọn ác gian chúng mưu toan chiếm đoạt chiếc ngai vàng. Tôi là người được kỳ chúng giao cho thi chúa, nhưng qua chán trường bọn bất nhân và bất nghi nghĩa, nên tôi không thể làm chuyện trái ngược lương tâm. Mẫn Đạt, chuyện gì thế nào, hãy nói ta nghe. Giờ muôn tàu hiểu đi, đừng nói nữa. Mẫn Đạt, ta không ngờ và ngươi lại phản lại ta. Thật gương ghê cho lòng dạ con người gian xảo khôn lường. Rồi đây thế nào cũng bị biêu đầu xé thịt lột da. Dương huynh, Dương huynh ơi, cơ sự này em biết phải nói sao. Xin Dương huynh thương tình hà hải hiếu dung. Em muốn ta phải làm gì với bọn người mưu phản mị thường, ta phải giết hay tha? Mị Dương phi đã bị hàm quan do sự du khống của bọn loạn thần mưu toan làm phản. Xin hãy cứu lấy mạng sống cho Dương phi và trừng trị bọn chúng để hoàng cung này thôi xáo động. Mẫn Đạt, nhà ngươi là phản ta. Phải, vì các ngài đã âm mưu phản lại chiêm vương, vì các ngài chỉ là phường vô đạo. Khốn kiếp, ngươi nói ai vô đạo? Tôi nói ngài vô đạo, hoàng tử chế ly vô đạo, đã âm mưu chiếm đoạt chiếc ngai vàng. Cấm miệng lại, Mẫn Đạt, rồi ta sẽ giết nhà ngươi. Thượng tướng Sở Đỗ, ngài đúng là con rắn độc, và tôi sẽ là người giết rắn để cứu lấy nhân gian. Hỗn kiếp, mày phải chết. Nhưng trước khi chết, ta sẽ giết chết tên hôn quân bảo chúa này. Giang ra, không ai được gần. Chim chúa, hãy bao vây tất cả, đừng cho Bảo Dương trốn thoát. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Về cảnh của các ngươi là bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta tới là cứu Mị Dương phi và chim chúa. Hạc Chí, anh hãy tới mở trói cho lệnh Dương phi, còn bọn này để cho tôi trừng trị chúng. Các người nói láo, quân sĩ. Hỡi quân thần giáng võ, hỡi tướng sĩ ba quân. Tội ác của Chí Ly đã rành rành, vậy ta phải xử thế nào? Im. Tất cả các người chưa thắng được ta đâu. Bảo Dương, ta không đợi những cực hình ghê sợ của người đâu. Bảo Dương, con Chí Ly, con Hoàng huynh, Hoàng huynh, ta và con ta thật đáng tội chết. Cái tội mưu toan chiếm đoạt ngai vàng để dành cho con mình lên ngôi chấp chính, nhưng chung quy cũng chỉ vì muốn tranh đoạt mà thôi. Nhưng hôm nay hoàng tử chế ly, con ta đã chết rồi. Mẹ Tâu Dương huynh,
Em xin dập đầu khẩn khoản, xin Dương huynh hãy tha tội chết cho thái phi. Mỹ Yên. Dạ. Hãy đứng lên. Kẻ làm ác đã đền xong tội lỗi, còn thái phi chẳng khác nào thái hậu. Hôm nay người đã biết hối hận ăn năn, chặt tiền đế dưới suối vàng cũng mãn nguyện. Ta bằng lòng tha tội chết cho thái phi. Đội ơn đại vương, đa tạ vương huynh. Quân, dạ. Hãy đem xác Chí Ly an táng. Con Chí Ly, con ơi, hoàng huynh. Võ Tuấn Anh. Dạ. Hãy theo mà an ủi Mỹ Yên trong những ngày tang lễ, rồi ta sẽ xin phép thái phi cho hai người cử hành hôn lễ trong một ngày gần đây. Đa tạ đại vương. Còn Mân Đạt. Tâu đại vương, kẻ hạ thần đã hiểu số phận của mình rồi. Thần nguyện suốt đời phò tá đại vương. Muôn tâu thánh thượng, hận thù tôi đã gian dối cha tôi xóa bỏ. Mỹ Thường, em hãy quên đi chuyện cũ, ráng mà lo cho hạnh phúc của chim dương. Con nghe Thạc Chi nói không? Mỹ Thường, hãy đến đây mà nghe lệnh trẫm. Mà thôi, để trẫm đến với khanh. Mưa nguồn đã trôi đi, bao hằng quán đau buồn. Trả lại mặt gương trong, gương thủy chung sáng. Tình chim dương với Mỹ Thường từ hôm nay cho đến mai sau là niềm vui với nụ cười cùng muôn dân ra mừng quan ca.